nghỉ đi. Tắm tủ đẹp luôn. Biết đợi mày. Biết đợi dạ cái bình. Biết đợi không? Không. Đó, bên càng cũng thành không? Ừ, bơm hầm bơm nó hết rồi. Lấy cái đồ bơm nó xịt cái chỗ nước qua luôn. Cũng đều quá phải không? Ra bụi luôn. Không, không uống không uống. Ra bụi luôn. Không, nó ra là nước thì nó xịt đều. Tại vì nó xịt nước. Xương hả? Nó chảy mà chứ đó. Nó không có một cái nước cho chân chỗ. Nó không có cái nước. Nó mới ngồi, nó mới mở lại. Đường ra cái nó đỡ. Nó không có cái nước. Nó vô mở lên. Mặt tender. Lâu ngày bụi lắm rồi. Nếu mà thấy khe thì mất đây gì trộn quá. Cô. Cô hai, cô hai. Cái thịt tuồng nữa nè, giao nè. Nó chạm bên kia. Vô. Này rồi. Bỏ lại rồi rồi. Hải ơi. Xả bánh nè. Đây. Bỏ này nè. Đó. Bỏ này nè. Ngon. Bún ngon có bún không? Bún nè. Có bún không anh Đông ơi? Bún không? Bún bún. Đây. Chuyện anh Hải dùng cái chào quý vị và các bạn. Hôm nay là bước đây bà chủ nhà. Anh em tụ họp lại live cuối tuần. Và chúc mừng ngày sinh nhật của bà chủ nhà luôn. Đây bà chủ nhà đây. Có rượu chán không? Đây là ông chủ nhà. Mời quý vị các bạn nhé. Rồi happy birthday chị ruột đi. Happy birthday. Vô lắm. Dạ, gặp lại ông mình đây dạ cái được á. Đây 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 uống nè. Ở đây chị Thi cũng uống nè. Ngay đi. Chấm đi rồi chấm. Cái đi. Cầm thôi rồi tính sao. Bữa nay không có cốc đem xoài. Ngày vui mấy chục năm. Vô rồi vô em. Làm cho uống nè. Rồi. Đó. 2 3 hết happy birthday nha. Biết không uống rượu đâu. Không uống rượu đâu. Sự đau khổ chứ mà đâu là sung sướng gì đâu rồi. Phải luôn hả? Ừ. Không có. Cho uống cái mới biết cực khổ với người ta. Không uống đừng có lại. Đâu rồi. Quậy rồi. Biết chưa biết cực khổ. Em ngồi đâu? Em ngồi đây. Ngồi đây. Em không chặt ra đưa giọng. Con nào dắt nghe nè. Ổn rồi con. Còn giờ cái đèn dầm ăn xăng rồi. À, xin mời quý vị và các bạn nhé. Ừ, nhúng mà. Sinh nhật kia mà tháng dài. Như con thắng. Rượu 1738 ngon quá quý vị. Và các bạn. Xin mời lần nữa. Hú hỏi là vấn đề hú đó cái nào không? Thấy cái mùa lạnh lạnh nhất có cái vấn đề gì bên đẹp của. Ủa phải con ơi, nước mắm đen. Uống chưa? Xong rồi, hết rồi. Ủa, Hải này ngoan gì ta? Trời ơi, ngoan. Đang làm câu chuyện. Chuyện nhỏ. Đang làm câu chuyện. Trời ơi, chuyện nhỏ luôn nữa. Chị quăng dữ ha. Anh cứ quay giữa cảnh nào mà nó hấp dẫn rồi. Quay cảnh nào nhỏ quá kìa. Chị quay
cho lò barbecue nước bò. Có anh Hòa qua nè, không có anh Ngô chứ kìa. Thịt bò nướng alốt rất là thơm. Hôm nay đêm Houston rất là mát mẻ, ngồi nhậu ngoài trời rất là thoải mái nha quý vị và các bạn. Tối nay cứ cuối tuần là cứ họp mặt nhau live ride. Trong nhóm thì có mười mấy 20 người, thì bước đây của mọi người thì cứ rủ nhau tới nhà. Nhiều khi không có birthday cũng tìm lý do để live ride cuối tuần. Sáng sớm nha, lộ má là ổng gọi đó là mày YouTube đó. Trời ổng. Tôi không biết ai đâu. Trời má, anh có quyền vô đó. Ông nói lộ má nè, mày thấy không, tao là sửa lại là sửa hết trơn. Mà chỗ này tao không vừa ý. Má lại chịu ảnh. Chưa. Ông kêu cúng cam là phải cúng cam cho đéo cúng cúng đáo. Ở đâu? Đây là một chai 1738 mà tụi này thường hay nhậu. Giờ hết thời đi rồi. Này phá mất linh nè. Nhớ vậy cắt mấy clip nè. Sao vui mà. Cắt rồi cả năm nay rồi chắc hả? Sao mấy bà mấy cô thấy yên ăn quá vậy? Vô một vài cái chứ chị Thủy. Happy birthday Thi đi. Happy birthday Thi nè, trời đâu, bữa nào đâu biết birthday Thi đâu. Không biết hả? Trời ơi.
bí mật mà, bí mật, bí mật. Chúc đi, chúc đi, happy birthday Thi nha. Ai mà chúc gì Thi là chị Thi có quà cho lại. Giống như lì xì vậy đó, chúc chị Thi trong em mau ăn trống lớn. Nói là trống lớn. Đang nói đỏ má. Quay qua qua Mỹ qua tới Việt rồi đó. Cái ai đó tôi phải rồi. Rồi vài phút quay cho các bạn coi cho vui. Xin hẹn quý vị và các bạn vào dịp video clip kỳ tới. Xin chào quý vị và các bạn nhé.